chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình lại tập hợp tem. Chào mấy đứa. Anh hãy tập hợp cả tem để quay video phải không? Anh không tập hợp để quay video, chẳng nhẽ anh tập hợp mấy đứa về rủ nhau đi ngủ cho khỏe à? Đúng rồi, anh nói. Hôm nay mấy đứa muốn chơi thử thách không? Ôi nào. Không để mất nhiều thời gian của mấy đứa và tất cả các bạn đang xem video thì bây giờ mấy đứa đi vào trong nhà bê cái bàn ra đây chơi thử thách, còn anh sẽ đi làm cái hộp. Thế lấy cái hộp để làm gì anh Thái? Lấy cái hộp là để chơi thử thách, tại vì cái thử thách ngày hôm nay có tên là chiếc hộp bí mật. Đi đi nhanh luôn. Vâng. Anh Thái ơi, bọn em vừa xếp ở ngoài kia rồi. Ok. Anh Thái cầm thịt viên ra đây làm gì? Anh mang thịt viên ăn liền bị sốt cà heo cá bồi ra là để cho mấy đứa ăn chứ gì nữa. Thế anh Thái mua bánh mì chưa? Úi giời, anh mang cả thùng thịt viên ra đây rồi, bánh mì mấy đứa tự đi mà mua chứ. Nhưng mà chưa ăn luôn đâu. Hôm nay anh sẽ lấy một thùng thịt viên ăn liền vị sốt cà của anh ra để làm phần thưởng cho mấy đứa. Vâng. Đấy, thì giới thiệu qua các bạn, đây là sản phẩm mới của heo ca bồi, thịt viên ăn liền vị sốt cà, rất là ngon các bạn ạ. Thịt viên này ăn được với rất là nhiều thứ khác nhau như là bánh mì, cơm, nui các thứ. Nó rất là tiện lợi cho mấy đứa có thể ăn sáng đi học. Ai mà dành những tháng sẽ mang về ăn thưởng thức và ăn sáng đi học luôn, ok chưa? Vâng. Đấy. Đấy. Nhưng bây giờ trước khi chơi thì bây giờ chúng ta phải đi làm đồ chơi mới chơi được. Đi thôi. Đây, gỡ này ra. Đây, mình sẽ dùng cái thùng xốp này để chơi thử thách. Đây, và tí nữa mình dán tấm mica này vào cái mặt trước này thì mình và các bạn sẽ biết được là bên trong là cái đồ bí mật đó là cái gì. Lấy cái lắp này để đo luôn. Đo đi cô em. Tập bằng nhá. Được. Rồi để em mang đi dính vào thùng xốp. Ok. Cắt cho anh một lỗ tròn ở chỗ này. Để tí nữa chúng ta thò tay vào tìm đồ vật. Ra đi. Vâng. Ok. Để em gỡ ra chỗ. Ok. Bóc cái lớp giấy này ra. Đấy. Rồi, bây giờ dán nó vào nào. Đấy. Biết nó nhiều nhiều rồi. Rồi, bây giờ đợi cho nó khô đã. Đi làm thùng thứ hai đi mấy đứa ơi. Vâng. Cái tấm mica này cũng trong như kính. Được cái là nó an toàn hơn. Không như kính, cầm không cẩn thận là đứt tay các bạn ạ. Nhưng mà mỗi tội nó hơi đắt thôi. Nhưng mà tiền của anh Thái, anh nói cái gì? Cứ xong loa, anh Thái bỏ tiền ra mua đồ thì tiền thưởng sẽ giảm xuống. Ừ nhá. Thôi, mày đừng có giận nữa. Mày giận kéo nó không vụt ra, tí em phụt cái cục khác ra thì hỏng đưa anh một chút. Bây giờ là mấy đứa sẵn sàng chơi thử thách chưa? Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi cho mấy đứa và các bạn biết luôn nha. Thì đây, mình sẽ có 3 cái thùng xốp ở đây. Cái vòng thứ nhất là mấy đứa làm cách nào đó thò tay vào và mò được 15 viên bi lên trong thời gian sớm nhất. Hai người có thời gian sớm nhất sẽ được lọt vào vòng thứ hai. A few moments later. Mình đã set up được 3 thùng bí mật đây rồi các bạn ạ. Đấy. Đây, thùng thứ nhất này. Thùng thứ hai này. Úi giời. Và đây là thùng thứ ba này. Đấy, mỗi thùng sẽ có số lượng bi nhất định, tổng là 15 viên bi. Bây giờ là mình xa xong rồi, mấy đứa đi ra đây. Bây giờ ai chơi trước nào? Em. Nào. Tôi bị ăn đi. Thôi để cho con gái trước đi. Thương đi. Có một hòm nó không đủ 5 viên hoặc không đủ 3 viên, nó con em cứ làm sao nhặt được hết 15 viên bi được. Được chưa? Nào. 1 2 nhìn trên nhá, bắt đầu. Cái gì đây? Nào 32 giây rồi mà chưa nhặt được viên nào ấy. Biết là cái gì lông lông ấy. Đằng sau hoang mang đấy nhỉ. À lóc kèn rồi đấy, lóc kèn rồi đấy. Một viên. Một phút rồi. 4 viên rồi. 15 viên nhiều quá. Ôm nhau quá. 5. 5 viên rồi. Cái gì đó? Cái gì đây? Không biết gì.
Không biết cái gì á. Cho em biết trong tay. Rồi, chuyển sang hộp khác đi. Hộp nào sợ quá thì thôi, chuyển sang hộp khác. Hộp khác. Cái này. Eo ơi. Eo ơi á. Ê, con cá, con gì ấy. Con gì? Con gì ấy. Con 5 viên ở đây. Rồi, sắp được một viên rồi đấy. Cố lên. Sợ thấy rồi. Cố lên. Ôi giời ơi, gà thế này. Mạnh mẽ. Nhìn cái mặt anh kìa. Ê ơi, con này à. Con này. Con nào? Hết rồi Trinh Thái ơi. Hết rồi. Tiếp đến lượt ai nào? Đến lượt Vinh đi. Bấm giờ đi em. Bắt đầu. Dễ thế nhỉ? Có một viên. Hai viên. Có gì đâu mà, đủ lên chơi, đủ bán lên chơi, đúng không? Đuổi. Đưa đây, nhìn lên chơi. Mấy phút rồi thương? Không có bi à? Ai biết được, anh không nói. Cho em xem nào. Không. Chết chết. Anh đánh không phải không? Anh dọa đâu, anh chỉ là à thôi mà. Đi đâu? Vì lượng. Ai biết là vì đâu? Tìm mấy cái. Sao chạy không được nhìn ra, sao cứ nhìn ra đấy hả? Nghĩ gì em? Nghĩ gì ấy? Thì nhá. Sợ rồi. Lao. Ôi giời. Nhìn lên trên. Ai biết? Ôi. Lao. Chơi đó đi em, chơi đó. Wow. Rồi. Ai mà mỏi tay hết rồi. Thế giờ nào đến viên bi của Vinh nào. 8, 9, 10 viên anh ạ. 10 viên. Yeah. Chơi hai lượt mình cảm thấy là hình như là mấy đứa đã cảm nhận được, mấy đứa không thấy sợ mấy rồi. Bây giờ mình sẽ cháo đi một chút nha. Ừ, cho 3 phút. Tháo ra. Ô. Một viên, nhìn lên trên, không được nhìn xuống dưới. Hai viên, ba viên. Ồ. Dễ thế nhỉ. Tám viên rồi. Ồ, chết hết rồi à. Mấy viên rồi, không biết. Là con sóc đi. Con sóc. Ăn nó. Cắn nó. Nó cắn á. Anh biết rồi chứ. Cắn nó đi. Đây. Mấy giờ, mấy phút rồi, hết chưa? Chưa. Hết. Bao nhiêu điểm viên đếm nào? 6, 8 11 viên. Rồi, đưa anh. Rồi, quay mặt đi để anh đảo lại. Rồi, đến lượt Khanh chơi đi. Đứng coi dịch ra tí em. Dịch ra tí. À, đưa đây, đưa cái kia đây. Rồi. Nè, Vinh kéo này. Đúng rồi, kéo chặt vào nhá. Cái gì đấy? Nó nổi lên tại mày.
Đổi rồi, không còn như cũ rồi. Em bỏ đuổi. Em phải không chơi lôi đâu. Thôi rồi ơi, gãy luôn tiếng của tôi rồi. Rồi, không còn như cũ rồi. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Bi đâu? Bi đâu? Không có. Bi đâu? Bi đây rồi. Hết thời gian rồi. Hết giờ. Không viên nào. Giờ đã rồi. 3 phút. Ồ lê. Ồ, một nhúm luôn rồi các bạn ạ. Mình biết rồi, mình không sợ các bạn ạ. Tao. Ui ơi. Thật cao mình. Rũ rũ nó ra em ạ. 3 phút. 3 phút rồi. 3 phút chưa? Hết giờ. 3 phút đâu? Được bao nhiêu viên rồi em? 2, 4, 6, 8, 9 viên anh ạ. 9 viên, rồi. 2, 3, bắt đầu. Rồi, thôi ạ. Bắt đầu nhá. Không chơi nhắc lên. Không được nhắc đâu. Dạ vậy ạ. Tao giữ cái này mà. Thật cao mình. Cái bộ tóc gì đây? Sợ dưới con run á. Ui, lành nạnh. Cái gì đây? Vá của tôi, vá. Cái gì đây? Vá của tôi, vá. Các bạn đi nào? Có bà. Quay bà đi. Anh cũng đang ngồi đâu. Anh cũng đang ngồi đâu. Hello. Cho nó thêm 5 giây á. Ui. Thùng này không có gì này. Thùng này không có gì này. Thùng này không có gì, có gì không Thùng? Không. Cái gì đây? Cửa lắm. Cái nào nó cũng cửa thôi mà. Ui. Lông mà rỡ gì? Gì? Thôi các bạn hết giờ các bạn ạ. Bây giờ là tổng kết lại đi, cuốn không được viên nào rồi nhá. Ai là người được nhiều nhất nhỉ? Thảo và Vinh. Hai người tiến vào chung kết nha. Những thành viên thua cuộc sẽ đi chuẩn bị vào trong nhà, lấy hết những cái gì có thể cho được vào đây, để cho hai người chung kết thi đoán đồ vật trong những cái thùng này. Mà đoán trong vòng 1 phút đoán được bao nhiêu đồ, người đó sẽ giành chiến thắng nha. 1 phút 30 giây bắt đầu. Con xúc xích. Bụi. Con chó. Đúng rồi. Quân. Đúng. Cái xe. Cái gì? Ở đâu rồi? Đúng. Ở đâu? Con chính. Đúng. Cá. Đúng. Cái gì thôi? Đúng. Cũng đúng. Đúng. Cái ô. Cái gì? Đúng. À. Bao nhiêu? Đúng. Đúng. Cái tất. Đúng. Cái này thì. Nào đấy. À, bộ ha. Đúng. 30 giây trôi qua rồi, vẫn còn rất nhiều thời gian. À. Đúng. Cái thôi. Đúng. Sai. Cái cá. Đúng. 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 Cái gì? Mình đỉnh cao đấy. Máy cu lô. Cái gì? Máy mít. Đúng. Có táo. Đúng. Cái gì chống đỡ đâu? Đúng. 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 Ghê. Cái đỉnh cao. Đúng. Cái đỉnh cao bác. Cái gì? Không phải là cái gì? Ông múc. Sai. Nó là cái điện. Sai. Sai. Cái điện đánh vỡ. Đúng. Sai. Nó là cái đổi gì? Đổi ra đi. Đổi ra đi. Cái múc. Đúng. Cái múc. Đúng. Đúng. Đánh. 1 phút 17 giây rồi, 18 giây. Còn 15 giây cuối cùng. À cái con vịt. Sai. Sai. Đúng. Cái đồng hồ. Đúng. 27. 28. Đúng. 29. Tôi biết cái kế. Đúng. Rồi, hết rồi. Anh em nếm đồ đi. Em nếm nhá. 1. Cái đấy gọi là cái bóng đèn, không quay gọi là cái đèn cả. Nếm nhá. 1. Mười bảy món đồ, bây giờ sang đến đi thịt lợn nào. Để một viên nhoa. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27 cái anh ạ. À, vậy là Vinh thì lợi được 27 món đồ trong vòng 1 phút 30 giây. Và Vinh là người giành chiến thắng. Yeah. 2, 4, 5 hộp thịt viên ăn liền vị sốt ca. Em xin. Đấy, giải nhất tao. 2, 4, 10 hộp. Có thể 3 luôn đó hả? Vâng. Thôi được rồi, cho mỗi đứa 2 hộp. Yeah, xin anh Thái. Đây, em xin. Mà vừa mới chơi trò chơi xong, mấy đứa thấy đói không? Đói ạ. Bây giờ lấy bánh mì ra ăn thôi. Nhưng mà ăn này của anh Thái nha, con này em cầm về. A few moments later. Mấy đứa đi ở đây nhanh hết. Ui giời ơi, đói rồi, đói rồi. Trời ơi. Bọn mình đợi nó tới tối rồi mới ăn, còn nó ăn được nhiều các bạn. Wow. Làm ra làm dòm. Đến lượt tao. Đâu? Mà mày đâu? Tao lấy cho. Đây. Ôi giời ơi. Người ta ăn thử thịt viên đây này. Chấm luôn các bạn ạ. Rồi, tối lắm rồi đấy. Thôi, chào các bạn đi. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Tem chúng mình bằng cách like, ấn đăng ký và chia sẻ video ủng hộ Tem của mình nha. Bye bye các bạn. Bye bye.